Hãng tin Reuters hôm nay dẫn ba nguồn tin giấu tên tại Liban cho biết quân đội Nga đã bắt đầu tham gia vào các cuộc chiến quân sự hỗ trợ cho quân đội Syria. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ Nga tại đây là rất nhỏ. Trước đó, giới chức Hoa Kỳ đưa ra các báo cáo cho thấy có khả năng Nga đã cử hai tàu đổ bộ xe tăng, nhiều máy bay và một lực lượng bộ binh nhỏ để bổ sung cho quân đội của Tổng thống Assad, bên cạnh việc triển khai một căn cứ không quân tại thành phố cảng Latakia của Syria. Ngay lập tức, những báo cáo này đã làm nảy sinh những tranh cãi và dư luận trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh IS đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại Syria, trong khi cuộc nội chiến tại quốc gia này sắp bước sang năm thứ 5 liên tiếp nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nga chưa bao giờ có sự phối hợp quân sự bí mật với Syria, mà Nga đã cung cấp vũ khí và khí tài cho Syria từ lâu, cũng như cử chuyên gia quân sự tới Syria. Những vũ khí được chuyển giao cho quân đội Syria đều nhằm mục đích chiến đấu với các mối đe dọa khủng bố ngày một leo thang tại Syria và nước láng giềng Iraq. Không có bất kỳ lực lượng quân đội Nga hay các chiến dịch quân sự nào của Nga tiến hành trên lãnh thổ Syria, ở cả trên biển, trên bộ và trên không. Các chuyên gia quân sự của Nga vốn đã có mặt ở đây, nhưng từ năm ngoái, sự hiện diện của họ có gia tăng hơn. Đó là bởi mối quan hệ của hai nước đang phát triển trên mọi bình diện, trong đó bao gồm cả quân sự. Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp mang tính xây dựng của Nga trong cuộc chiến chống IS, nhưng chúng tôi cũng muốn làm rõ rằng sẽ không ủng hộ bất kỳ bên nào, dù là Nga cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho chính phủ Assad. Ngoại trưởng Kerry đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để bày tỏ sự quan ngại về các báo cáo liên quan đến những hoạt động quân sự của Nga ở Syria, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm bùng phát bạo lực và không giúp ích được gì để chấm dứt cuộc nội chiến hiện nay. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 này có thể là cơ hội để thảo luận về một tiến trình chuyển giao chính trị tại Syria. Tuy nhiên, điều đó sẽ trở nên phức tạp hơn nếu Nga có khả năng cử thêm quân đội tới Syria. Pháp sẽ tăng cường gấp đôi nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột tại Syria. Tôi quan ngại về các báo cáo về khả năng Nga gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria. Điều đó sẽ không giúp ích gì. Tôi nghĩ điều quan trọng vào lúc này là mọi nỗ lực cần tập trung để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria.